Rồi, xin chào tất cả các bạn đang xem kênh của Hùng nha. Và hôm nay thì như cái video lần trước thì Hùng sẽ hứa là cập nhật cái sự phát triển của đàn chó này liên tục cho các bạn theo dõi. Và cũng là cái sự cố hy hữu là con chó mẹ của cái đàn cún con này thì sáng nay thì Hùng thấy nó có hiện tượng là sụt canxi. Căn bản là con chó mẹ này nó chiều con mà nó chăm con quá. Đấy, suốt ngày nằm lì ở trong ổ để cho con nó ăn, cho bú. Thế thì cái đàn nó lớn qua quá nhanh rồi. Hôm nay là được 12 ngày và bắt đầu cũng có con tí hí mở mắt rồi. Và nó lớn gấp 3, gấp 4 cái lúc mới sinh ra rồi. Mà nó được có 12 ngày thôi, nó ăn rất khỏe, bú rất khỏe. Cho nên là con mẹ nó không đủ cái lượng canxi. Mà trong khi đó mà con đàn chó con nó bú quá mạnh như này thì tôi phát hiện ra con chó mẹ nó đã có hiện tượng là run rẩy và thở gấp rồi. Thì tôi lập tức là không cho đàn cún con này bú mẹ luôn. Và cái bữa này là cái bữa thứ hai tôi cho cái đàn cún con này ăn sữa ngoài. Đấy, để theo dõi 1-2 hôm nữa là nếu mà con mẹ nó ổn định thì tôi lại cho nó bú mẹ trở lại. Và đây cũng là một cái kinh nghiệm mà chia sẻ cho các bạn. Là cái trường hợp hy hữu này thông thường thì con đàn chó cún con này thì mẹ nó cứ nuôi đến tầm 20 ngày tuổi. Đấy, tầm 20 ngày tuổi thì không vấn đề gì cả. Đấy, nhưng mà tôi cũng chia sẻ là trong cái lúc mà có thể các bạn nuôi con chó đẻ thì nó cũng xảy ra cái trường hợp là con mẹ nó vì một lý do nào đó con chó con nó không thể bú mẹ được thì chúng ta phải khắc phục bằng cái cách là cho đàn cún con này nó ăn sữa ngoài bằng cách là bú cái bình sữa của trẻ em này. Đấy các bạn, nếu mà gặp cái trường hợp này các bạn nên đi mua một cái bình sữa trẻ em này nhá, cái bình tốt một chút nhá, có cái chống sặc để con cún con nó bú nó không bị sặc này. Thì thông thường thì nếu mà chó con như này thì cũng có hai cái cách để cho chúng nó ăn. Một là theo con đường sông, mình lấy dây tiêu mình sông, và con đường bú này thì nếu mà dây tiêu thì các bạn nào mà đã làm quen hoặc có kỹ thuật rồi thì có thể cho ăn được. Đấy, nhưng mà đối với những các bạn mới thì các bạn mà cho ăn cái bằng cái con đường sông tiêu thì nguy cơ là nó chảy máu cái đường họng, đường ruột với cả viêm đường ruột rất là cao nếu mà các bạn mà không có kỹ thuật. Tôi thì tôi cứ cho bú bằng cái bình này nhé. Và cái sữa để cho bọn cún con này nó ăn trong cái thời gian rất là nhỏ sơ sinh như này thì tôi chọn cái sữa Vinamilk của Việt Nam đấy, cái loại mà không đến 6 tháng tuổi nhé. Vì sao thì cũng có hai cái ý kiến là trái chiều khác nhau, là vì cái đàn cún con thì nó bộ tiêu hóa nó khác thì nên cho uống cái sữa của chó. Nhưng mà tôi đã trải nghiệm rất là nhiều rồi, cho những cái đàn cún con này ăn sữa Vinamilk của trẻ em từ 0-6 tháng tuổi nó phát triển rất là tốt. Đây cái sữa Vinamilk tôi cho bọn cún con này uống này. Đấy, cái sữa Vinamilk này nhá, của trẻ em 0-6 tháng tuổi. Mà các bạn nên mua những cái loại sữa này ở trong những siêu thị lớn có tiếng nhá. Nếu mà các bạn mà ra những cái hiệu tạp hóa ở ngoài các bạn mua thì nguy cơ vẫn mua phải sữa giả rất là nhiều, và tôi cũng đã mắc phải đến 2 lần rồi, là mua cái hộp sữa này cũng của Việt Nam này nhưng mà là hộp sữa giả nhé, và cho bọn cún con nó ăn là nó không tiêu hóa được và nó nôn hết ói hết ra. Mua hộp khác và cũng thế luôn, và tôi chuyển sang một cái cửa hàng khác, một cái siêu thị tôi mua thì con chó ăn uống sữa vào bình thường không có vấn đề gì cả. Thì tôi phát hiện ra và so sánh ra là cái hộp sữa kia hộp sữa giả. Đấy, thì hôm nay thì tôi cũng chia sẻ với các bạn là cách cho cái đàn cún con mà khi mà nó gặp cái sự cố mà không bú được mẹ thì chúng ta phải cho ăn sữa ngoài. Đấy, thì các bạn theo dõi video clip nhé. Tại tôi cho từng con nó bú một, thì thông thường bữa thứ nhất thì tôi cho nó uống 20ml, và bữa này tôi quyết định là cho uống 30ml vì bọn này nó cũng lớn một chút rồi, nó chục ngày, hơn chục ngày tuổi rồi. Thì bắt đầu tôi cho nó bú nhé, các bạn theo dõi. Bú thì các bạn một tay bế con chó lên và một tay cầm cái bình như này nhé. Và đấy, khi mà nó đói rồi thì các bạn đưa cái bình tí vào miệng nó, và cái tay các bạn nên cầm như này nhé. Các bạn nên cầm cái tay giữ bình như này, các bạn không nên cầm như này. Cầm như này thì sẽ khó kiểm soát hơn. Các bạn cầm như này thì mình sẽ kiểm soát được cái việc cho nó bú nhé.
và cái tay ở bên phải tôi đây là các bạn đỡ, một tay đỡ bụng nhá, hai ngón tay mình đưa ra trước và hai ngón tay sau mình thọc vào lách nó này, mình giữ chứ không phải bóp nhá, mình đặt cái con người con chó lên tay của mình nó sẽ không rơi ra được. Đấy. Vì sao là phải cầm cái tay bình sữa như này thì vì đây các bạn biết nhé, theo cái quán tính của con chó thì trong cái lúc nó bú mẹ nó tay nó đạp rất là mạnh. Đấy, các bạn mà không biết cách cầm nó sẽ đạp vào tay và sẽ tung cái bình sữa ra. Đấy, nó cản trở cho cái việc cho con chó nó bú. Đấy, các bạn nhìn chưa, bú rất ngoan luôn. Đấy, trường hợp hy hữu mà cần phải cho con nó bú sữa ngoài, ăn sữa ngoài thì các bạn cũng làm như cái video clip của tôi chia sẻ nhé. Và để theo dõi cái sự cập nhật phát triển của đàn cún con này thì các bạn có thể ấn đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để khi mà tôi ra cái video clip mới giới thiệu về đàn cún con này, sự phát triển của đàn cún con này các bạn có thể nhận được ngay. Rồi, đã uống hết tiêu chuẩn rồi. Tại vì là cái bình này là cái bình tôi để 60 và bây giờ nó đã uống hết 30 rồi thì còn 30 để dành cho con khác. Rồi, ok. Này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Nhìn nó bú rất là thích luôn. Đấy. Rất là đơn giản thôi, nhưng mà nếu mà các bạn cũng chưa làm hoặc là chưa tiếp xúc hoặc là chưa được ai chia sẻ thì có thể các bạn cũng lóng ngóng cũng không biết làm cách nào cả. Đấy, nhưng mà qua cái video clip này các bạn là theo dõi nhé. Nếu các bạn chưa làm được các bạn có thể là bật lại video clip các bạn có thể xem. Đấy. Đàn cún con có khỏe hay không là do chế độ chăm sóc từ con chó mẹ đến chế độ chăm sóc con chó con nhé. À, thời tiết bây giờ thì ở miền Bắc thì đang là mùa đông, đang đầu giữa tháng 1 rồi, nhưng mà thời tiết cũng vẫn còn đang rất là lạnh. Hiện tại bây giờ ở ngoài trời bây giờ đang 18-20 độ thì tôi vẫn cứ phải duy trì trong cái ổ cún con này là lúc nào cũng 28-32 độ bằng cái đèn sưởi hồng ngoại nhé. Khi mình sưởi đủ ấm cho con cún và giữ kín gió cho con cún và cho ăn uống sạch sẽ đầy đủ thì nó sẽ phát triển rất là tốt. Rồi, ok. Rồi, con thứ hai. Rồi, tiếp tục nha. Nào, tiếp tục nha. Đen đâu? Đen đây hả? Rồi, ok. À, tiếp tục đến con thứ ba bắt đầu ăn nha. Các bạn nhìn chưa? Bú bình thôi nhưng mà khi mà rít được một hơi rồi nằm yên lên gym ngủ luôn. À, yên nha. Rồi, hết tiêu chuẩn rồi nha, là đến con khác nhá. Rồi, ok. Nào, đến con nào nhỉ? Đến con này nhá. Rồi, ok. Đến con này, con thứ tư nhá. Thông thường thì những cái con chó này tôi cho ăn thêm sữa ngoài là vào cái lúc nó được 18-20 ngày tuổi thì bắt đầu tôi sẽ cho ăn dặm bằng sữa và tôi sẽ đổ chung pha ra, đổ chung vào cái đĩa to cho cả bọn nó tập ăn nhé. 18-20 ngày tuổi bắt đầu phải tập ăn dặm rồi, nhưng mà trong cái trường hợp này thì nó hy hữu, con mẹ nó có vấn đề nguy cơ có khả năng là tụt canxi thì mình trước mắt mình phải giữ sức khỏe cho con chó mẹ thì mình phải cho đàn cún con này là ăn thêm sữa ngoài. Đấy. Tôi đã nuôi rất nhiều những cái đàn cún con này mà nuôi bằng cái sữa Vinamilk này từ 0 đến 6 tháng tuổi và tôi cũng theo dõi được cái sự phát triển của cái đàn cún con khi mà ăn cái sữa này, nó phát triển rất là tốt và nó tiêu hóa rất là tốt luôn. Tiêu hóa rất là tốt. Cho nên các bạn đừng có sợ rằng là cái hệ tiêu hóa của bọn cún này nó khác với hệ tiêu hóa của trẻ em sơ sinh nhé. Rồi, tiếp tục. Rồi, giờ đến con thứ 5 nha. Rồi, con thứ 5.
Và cũng còn một cái điều nữa là các bạn lưu ý, nếu mà cái trường hợp mà phải bắt buộc phải con chó con này, nó đàn cún con sơ sinh này, nó ăn sữa ngoài như này, cho có từng con ăn một như này, thì các bạn lưu ý là phải nhớ. Các bạn như tôi thì tôi nhìn là quen, nhưng các bạn nếu mà các bạn mà không tự tin rằng là nhớ từng con một, thì các bạn nên chuẩn bị một cái chậu. Đây, con nào mà bú xong ăn xong thì các bạn để tách ra cái chậu nhé, không thì nó lẫn lộn, nó không biết con nào ăn chưa ăn rồi. Thì thành ra là có những con mà đã ăn được 2 bình và có con lại chưa ăn bình nào, rất là nguy hiểm. Còn về cái gia phả của đàn cún con này thì tôi cũng giới thiệu trong cái video trước, thì các bạn có thể là truy cập vào cái đường link tôi để trong cái đường mô tả của cái video này, để các bạn tham khảo cái sự cập nhật của đàn cún này và cái phả hệ của đàn cún này. Cái tay bên phải thì các bạn nhớ là đừng, không phải là mình giữ mình bóp con chó đâu, mình đặt cái ngực cái bụng con chó lên cả cái bàn tay của mình như này, và đây các bạn lưu để ý này. Đấy, hai ngón tay này để đằng trước để cho nó đỡ tiến lên, và ngón tay cái và hai ngón tay này mình chọc con lách nó để cho nó đỡ rơi con chó ra. Đấy. Rồi xong rồi nhá, rồi quá lo rồi, tiếp tục nhá. Rồi ok, đến con thứ 6 là bắt rồi. Rồi, nhìn chưa? Đấy, các bạn nghe cái tiếng nó luốt ngực, bú luốt ngực một, rất là dễ thương luôn. Và trong 3-4 hôm tới nữa thì tôi sẽ tiếp tục đăng cái video clip giới thiệu tiếp tục các bạn cái đàn cún này, xem sự phát triển của nó đến đâu cùng các bạn nhé. Rồi hết rồi. Ui, ăn xong làm lăn ra luôn, tại chỗ luôn. Rồi đây là con cuối cùng, con này cũng là con đầu đàn luôn, con này đẻ thứ 5 nhưng mà con này là con to khỏe nhất đàn. Đấy, và nó cũng rất là khôn, từ ngay từ bé rồi là cũng chanh ăn rất là giỏi và toàn chọn những cái tí ngon nhất cú thôi. Đấy, cho nên là xác định là con này là khả năng là lớn lên là sẽ là con đầu đàn và cũng là con đực luôn. Và cái đàn cún này cũng là tương đối là ổn định, 7 con nhưng mà gần như là nét mặt giống nhau, mắt mũi hắc tố rất là tốt, mắt đen xì, viền mắt viền mép đen. Đấy, viền mắt viền mép đen, móng chân đen. Rồi và video clip cũng tương đối là dài thì Hùng cũng xin tạm dừng video clip ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo, tôi cập nhật về đàn cún này và nhiều những video tiếp theo khác nhé. Rồi xin chào.